Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình một cặp sứ ghép ha, cây đang hoa như hình nha. Cây đang hoa như hình nha cô chú anh chị mình. Hoa rất là đẹp luôn ha. Cây này con không nhớ tên này nha cô chú anh chị mình ơi, mà hoa y như hình nha, cây đang bông. Bông này sắp tàn rồi. Màu trắng viền hồng nha cô chú anh chị mình. Đó, cây có bộ tàn rất là đẹp luôn ha. Clip này con quay chỉ có hai cây thôi nha cô chú anh chị mình ơi. Đây, cây này màu vàng vàng hồng luôn nha cô chú anh chị mình. Màu vàng vàng hồng, hoa màu ba lớp nha cô chú anh chị mình ơi. Cái này chưa nở hết ha. Rất là đẹp luôn. Đó, hai cây. Hai cây này con bán với giá là 250.000 nha cô chú anh chị mình. Cây khá là to luôn ha. Cây này có 2 4 6 7 nhánh nha cô chú anh chị mình. Cây này có 2 4 5 nhánh. Hai cây này con bán 250.000. Cô chú anh chị em nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612668. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau nha. Hai cây này cũ đẹp nha cô chú anh chị mình ơi.